Rồi, chào các bạn nha. Đây là cái phục Xpanda thì mình mua nay lắp này cũng hơn một năm rồi các bạn. Đi rất là ngon các bạn. Nè, thì cái phục này á thì bây giờ mình gỡ ra có nghĩa là chạy thời gian á, cái lò xo nó bị nhão. Phốt thì không xì các bạn. Phốt thấy không xì không? Nè, các bạn thấy phốt không xì lúc trước mình mua 8-900 gì đó, nhưng mà thời gian sau này có thể nó tuột rồi các bạn, giá tuột rồi. Đi rất là ngon các bạn so với phục hãng á. Ngày xưa mình đi cái phục riêng của hãng các bạn, chạy không tới một năm là nó đã xì dầu rồi, nó lòn dầu rồi, nó đi nó nhúng còn lò xo không không còn dầu nữa. Còn cái này á, cái phục mình đi hơn một năm rồi, gần 2 năm rồi các bạn, hơn một năm á. Ở trên đây nè, nếu mà các bạn sau này nó bị lòn dầu á thì các bạn có thể tháo cái này ra. Các bạn có nói chung là các bạn biết có kinh nghiệm các bạn sẽ sửa được. Thì sau này các bạn muốn sửa, các bạn đi xì dầu á, xì nhớt á, thường thường nó xì nhớt phốt thôi à, thì các bạn thay phốt nha, mua phốt ở ngoài mình nghĩ là cũng vài chục ngàn thôi. Các bạn lấy cái phốt ở ngoài, các bạn đi mua phốt ở ngoài, mình chưa biết chỗ nào bán nữa, nhưng chắc chắn sẽ khi nào nó xì tháo phốt ra chắc chắn sẽ biết được. Còn cái này các bạn lắp vậy, các bạn bơm dầu rất là dễ nha, các bạn bơm dầu vô, châm dầu vô. Còn cái này chạy một thời, cái này là chỉnh các bạn, chỉnh cái lực cho nó nhúng nha, có nghĩa là cái lò xo dầu ở trong đây nó bơm, các bạn nếu mà chỉnh siết vô đây á, thì dầu nó xả xuống, có nghĩa là lúc mà các bạn nhấn xuống á, nhấn cái phuộc xuống á, dầu sẽ trả từ 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 rất là chậm. Còn nếu mà bạn mở cái nắp thứ hai thì nó sẽ từ 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 từ, có nghĩa là chỉnh cái độ nảy của dầu, xả của dầu các bạn cứ canh. Các bạn cứ canh khi nào nhúng im thì thôi, nó xả từ 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 từ, không có dập dập dập, dập như các bạn. Nếu mà xả ra quá thì nó dập dữ lắm các bạn, nó dập cái dạng dầu nó xả tới sẽ rất là nhanh đó. Rồi còn mình thường chỉnh mới đầu tiên là mình chỉnh nước thứ tiêu luôn rồi. Đây bạn rất là nhiều nước chỉnh nha. Rồi các bạn xả ra từ từ ra. Vậy nó các bạn nhúng khi nào thấy nó ok im thì thôi. Để bây giờ mình sẽ thử các bạn. Để mình nhấn cái. Các bạn nhấn xả cho cứng ngắc nè. Rồi các bạn xả ra. Một nấc, hai nấc. Thì bữa hổm mình xài ba nấc á. Rồi thì bắt đầu cái lò xo thì chạy một thời gian tầm một năm mấy thì lò xo nó sẽ yếu yếu lại tí xíu. Còn cái thằng này mình bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh ép lò xo xuống các bạn, ép cái lò xo xuống tí xíu. Nói chung là cái ốc này, có cái này á, lúc mà các bạn chạy nha, để các bạn canh từ từ nha, mình không biết là các bạn chở hai chở ba hay là trọng lượng của bạn thế nào, các bạn có thể chỉnh cái thằng này là cho độ nảy cái lò cái phuộc á nó từ 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 thật là nhanh. Còn cái này á, lúc mà các bạn tháo ra để các bạn, giờ mình sẽ tiến hành mình ép cái lò xo xuống nha. Ép cái lò xo xuống thì nó có bộ chỉnh á, các bạn sẽ dặn dặn ép cái dòng này đi từ, có như từ dặn, các bạn dặn vô đây nè, dặn sao cho nó vô, ép cái lò xo xuống. Là trước khi ấy các bạn nhớ thì mở mấy con lục lục giác nha, có một con lục giác bên đây, nó nằm trong đây các bạn không thấy được, nó có một con lục giác nó nằm trong đây các bạn. Các bạn mới nhớ mở con lục giác trong đây ra nha, lục giác có phuộc á. Như có con lục giác ở đây nè, các bạn mới dặn ra. Rồi các bạn siết vô, siết cái dòng này nó ép lại. Rồi các bạn ép vừa thôi, chừng 3 răng, 2 răng, 3 răng gì đó, cho cái lò xo nó ép xuống. Tại vì thời gian chạy, thời gian các bạn, cái lò xo nó bị sẽ nhão ra. Cái phụ tử Xpanda mình đi từ tầm gần 2 năm rồi đó, mình thấy rất là ok. Giá thì so với phụ hãng thì rẻ hơn. Lò xo rất là cứng, ti ti 16 luôn, ti rất lớn, rất là chất lượng các bạn, nói chung là rất chất lượng, đi rất là hài lòng cái phục này. Rồi vì chạy thời gian rồi, giờ đến tiến hành mình xả con lục giác này ra. Rồi các bạn mới dặn nó có cái bộ, các bạn lúc mà hạn bán cái phục này á, là có kèm thêm một cái bộ cái lục giác với một cái một két nha, một két để dặn cái thằng này vô, nó vô nha. Giờ mình đến tiến hành mình dặn các bạn. Rồi đây các bạn, lâu đây cái phục kế bên đa thì cái này rất cứng các bạn, lỡ cái
nó bị bung nước sơn à. Bây giờ cái này là tặng theo các bạn, cái này là các bạn mua cái phụ thì có theo á, thì cái link mình sản phẩm mình để ở dưới các bạn, ở Shopee mình mua nay chắc cái giá rẻ các bạn, thì thời gian nước sơn có thể nước sơn nó tróc thì kệ đó đi, chạy thời gian cũng bỏ luôn rồi. Rồi bây giờ xả cái này ra nha, xả này ra bắt đầu các bạn ép cái phụ xuống này, chỉ có một cái lò xo, có một cái lục giác đó thôi à. Cái này là tặng kèm theo nữa các bạn, bạn xiết ba vòng hai ba vòng gì đó cho cái lò xo này nó ép xuống nha, cái lò xo này nó ép xuống tầm mình nghĩ là tầm 2 răng 3 răng gì đó, là tại chạy gì mà các bạn chạy một thời gian á cái lò xo nó bị nhão ra, thì phốt này rất là cứng các bạn, phốt này tới nay chưa xì nha, ti rất là khô. Ừ, các bạn thấy không, ti rất là khô nha. Cái phụ cái panda này á, thì nói chung á, là giá rẻ nhưng mà xài ok so với phụ hãng á. Này đi kẹt mình mới tháo ra, không cần hết đâu, mình dặn ra hết luôn cho nó an toàn, nhưng mà các bạn dặn vừa thôi. Rồi các bạn chim cái cây bên đây qua, đây nè. Rồi thôi các bạn để mình xiết lại cái ô tô thì dặn rất là khỏe, mình không có ô tô. Rất là cứng nha các bạn, cứng lắm á. Bạn ép cũng vừa thôi nha, ép quá là cứng ngắc luôn. Ép cũng tầm 2 răng là nó xuống một khúc, là các bạn thấy nó ép cái lò xo rất là cứng rồi đó. Rồi các bạn khi các bạn lắp lên xe, các bạn phải chỉnh cái thằng này nha, chỉnh cái lực này, cái lực này cho dầu nó bơm lên xuống tốc độ nó xả nhanh chậm á, thì theo cái mình xả thì 2 3 vòng gì đó, thì lúc các bạn chỉnh lò xo xong các bạn sẽ chỉnh lắp vô xe, các bạn nhúng thử các bạn chỉnh thằng này nha, xong các bạn hãy lắp cái dàn bẩn lên nha, dàn áo lên nha, tầm như đây các bạn, tầm nãy nó xuống cũng tầm 2 răng 3 răng rồi. Rồi ok các bạn sẽ xiết lục giáp lên nha. Lỗ lục giáp và xiết lại, nói chung là nó không có chạy nổi, các bạn thấy là cứng mà nó chạy không nổi đâu, bạn xiết cho hờ vậy thôi. Rồi các bạn chỉnh thằng này ngay lại, giờ tiến hành lắp lại. Trước khi lắp các bạn chịu khó tha miếng mỡ bò vô mấy cái đầu ti, cái đầu sấy nha bạn, để sau này mình có cỡ ra nó cũng dễ dàng hơn. Chịu khó thay vô mấy cái đầu ốc này nè, miếng mỡ bò thì nhớ chưa, mình có mỡ bò sẽ tha mỡ bò. Nói chung là lắp rất là dễ và không có khó đâu, bạn cứ các bạn lắp cái dưới trước nha, các bạn lắp cái phía dưới đây trước nè, cái chân phía dưới đây trước, rồi xong các bạn lắp ở trên sau nha. Nói chung này về nhà các bạn tự lắp rồi cũng được, không cần ra thợ đâu, nếu ra thợ thì cũng được, không em có tiền thì ra thợ. Tại vì mình có đủ đồ nghề hết rồi các bạn, nên lắp nó dễ lắm. Rồi các bạn thấy bạn đơn giản không? Xong các bạn xiết lại xong. Chưa cứng rồi nha các bạn. Cái chân phụ các bạn, vậy khó sẽ cứ cứng rồi. Rồi
Bây giờ bạn hạ xuống đứng xuống nha, bạn nhúng thử nha. Hạ xuống đứng xuống. Các bạn thấy nó trả lên rất là chậm ha. Nè. Lâu. Các bạn sẽ xả ra nha. Xả thằng này ra. Xả khi nào các bạn thấy nó nhúng ok là ok. Nó còn nhúng rất chậm ha, nó xả ra rất chậm, các bạn xả tiếp. Rồi, các bạn thấy ok thì ok rồi các bạn. Rồi thôi bây giờ thì mình vừa lắp xong rồi các bạn, thì nói chung là cái phục này mình sẽ để link đấy phần mô tả video nha. Các bạn cứ mua về các bạn lắp lắp vô riêng không có gì hết trơn á, đơn giản lắm. Rồi cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo các bạn. Rồi để mình lắp cái xe lại nha các bạn, chào.